Tối ngày 7 tháng 6, UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khai trương phố đi bộ trên đường Trần Quốc Toàn. Đây là tuyến phố đi bộ thứ hai sau phố đi bộ Trung tâm Hòa Bình đã đi vào hoạt động từ lâu. Việc triển khai thí điểm tuyến phố đi bộ Trần Quốc Toàn là sự kiện rất có ý nghĩa trong việc triển khai mô hình thí điểm phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn, đồng thời góp phần tạo ra sản phẩm du lịch mới của xứ sở ngàn hoa. Không gian phố đi bộ ven hồ Xuân Hương có chiều dài 1,6 km từ nút giao Trần Quốc Toản, Đinh Tiên Hoàng đến vườn hoa thành phố. Đây là tuyến đường thơ mộng nhất tại trung tâm thành phố Đà Lạt, thích hợp để nhân dân và du khách tham quan, thưởng thức những loại nhạc cổ điển, các bản nhạc giao hưởng bên cạnh những sản phẩm du lịch truyền thống của thành phố. Không gian phố đi bộ hoạt động kết hợp cùng vườn hoa thành phố, thắng cảnh hồ Xuân Hương, quảng trường Lâm Viên, chợ đêm Đà Lạt tạo thành một chỉnh thể đồng bộ, phát huy các giá trị, tạo sự gắn kết giữa các không gian, đáp ứng nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn, du lịch văn hóa, mua sắm của nhân dân và du khách. Đặc biệt sẽ góp phần thực hiện thành công mô hình thí điểm phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố. Kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, sáng nay Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng đã tổ chức trưng bày ảnh với chủ đề Hải Phòng với Trường Sa, Trường Sa với Hải Phòng. Hơn 200 tác phẩm xuất sắc nhất do 5 nghệ sĩ nhiếp ảnh của Câu lạc bộ Báo chí Hải Phòng trong chuyến đi thăm và làm việc tại các đảo, nhà giàn DK1 trên quần đảo Trường Sa tháng 4 vừa qua được trưng bày, giới thiệu nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân về tình cảm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng dành cho quân và dân huyện đảo Trường Sa, đồng thời tuyên truyền về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ca ngợi hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân. Hội Nhà báo mong muốn thời gian tới, các nghệ sĩ nhiếp ảnh có nhiều hoạt động hướng về biển đảo hơn nữa, tổ chức các đoàn đi thăm tới các đơn vị hải quân, sáng tác những hình ảnh đẹp về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của bộ đội hải quân. Nằm trong chuỗi chương trình Festival Cao Nguyên Trắng năm 2024, sáng nay vòng chung kết giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã diễn ra sôi động hấp dẫn người xem. Tham dự vòng chung kết có 32 nài ngựa đến từ các bản làng vùng cao, các huyện Bắc Hà, Bát Sát, tỉnh Lào Cai và huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Đây cũng là những nài ngựa xuất sắc vượt qua vòng loại trước đó. Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà từ lâu đã được du khách yêu du lịch Bắc Hà biết đến. Những nài ngựa vốn xuất thân là những người nông dân, những chú ngựa ngày thường cũng tham gia công việc ruộng nương, thổ hàng cùng người dân. Kết thúc vòng chung kết, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì cho đoàn vận động viên huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà mở rộng được kỳ vọng góp phần kích cầu hoạt động du lịch, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa Bắc Hà là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.